Xin chào tất cả các bạn kế toán thân mến. Hôm nay kế toán Minh Thúy sẽ hướng dẫn các bạn cách kê khai thuế giá trị gia tăng và phụ lục giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% của quý 2, quý 3, xin lỗi các bạn, của quý 3 và quý 4 năm 2023 nhé. Thì rất nhiều bạn không biết kê khai cái phụ lục giảm thuế như thế nào. Thì hôm nay kế toán Minh Thúy hướng dẫn các bạn nhé. Thì để kê khai thuế thì các bạn phải có cái phần mềm HTKK. Thì cái phần mềm này HTKK này lấy ở đâu và tải về như thế nào thì kế toán Minh Thúy cũng đã hướng dẫn các bạn ở trong video buổi hôm trước. Các bạn lên search kế toán Minh Thúy, sau đó các bạn tìm cái video hướng dẫn lập tờ khai thuế, kê khai thuế giá trị gia tăng nhé. Thì cái video này mình hướng dẫn chi tiết về cái việc mà làm sao để các bạn có được cái phần mềm HTKK này một cách an toàn và cài đặt như thế nào thì mình cũng hướng dẫn các bạn rồi. Vậy thì sau khi các bạn có cái phần mềm HTKK thì kê khai như thế nào? Các bạn chọn mã số thuế của doanh nghiệp mình, sau đó các bạn vào kê khai. Đồng thời sau khi vào giao diện của các bạn, phiên bản mới là 5.1.2. Vào đây các bạn sẽ chọn tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01 ZTZT thông tư 80. Đây là tờ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Nếu như bạn nào kê khai theo phương pháp trực tiếp thì nhớ ấn vào đăng ký kênh của kế toán Minh Thúy để video sau kế toán Minh Thúy sẽ hướng dẫn các bạn cách kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp nhé. Còn hôm nay kế toán Minh Thúy hướng dẫn các bạn kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo mẫu mới nhất là thông tư 80. Thì các bạn nhấp vào mẫu 01 GT và 80. Ở đây các bạn chọn tờ khai quý. Thì thực ra kỳ kê khai này các bạn có kê khai theo quý và kê khai theo tháng. Vậy thì nếu các bạn chọn tháng hay quý thì cách kê khai như nhau. Nhưng làm sao để biết được mình kê khai theo tháng hay theo quý thì các bạn phải đón xem ở video sau mình mới hướng dẫn các bạn phân biệt được nhá. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên ấn vào đăng ký kênh để không bị bỏ lỡ nhá. Còn đây mình kê khai quý 3 năm 2023 thì mình chọn tờ khai quý và mình chọn tờ khai lần đầu. Và ở đây các bạn kéo xuống, chọn luôn phụ lục, giảm thuế là phụ lục 1001. Hoặc bạn nào chưa chọn thì có thể vào trong này, các bạn cũng kéo xuống đây và chọn phụ lục 101 nếu như chưa chọn nhé. Thì vào đây các bạn có tờ khai và phụ lục 101, ngoài ra không có gì. Thì ở đây để kê khai được thuế giá trị gia tăng quý 3 thì các bạn lưu ý là các bạn phải có số dư đầu kỳ, có nghĩa là có số dư cuối kỳ tại chỉ tiêu 43 của tờ khai thuế giá trị gia tăng, tờ khai chính thức của quý 2 để các bạn mang sang đây. Đó, phải đúng bằng chỉ tiêu 43 trên tờ khai thuế giá trị gia tăng. Chỉ tiêu 43 trên tờ khai thuế giá trị gia tăng quý 2. Tờ khai chính thức nhé các bạn nhé. Còn nếu như quý 2 mà các bạn bị sai sót, các bạn kê khai bổ sung thì không được chuyển cái số dư trên chỉ tiêu 43 trên tờ khai bổ sung đó sang chỉ tiêu 22 này là sai đấy nhá. Nhớ cho mình nhắc đi nhắc lại đó là chỉ tiêu 22 phải bằng chỉ tiêu 43 của quý trước trên tờ khai chính thức, nghĩa là tờ khai lần đầu, không phải tờ khai bổ sung. Đấy, lưu ý cho mình như thế. Phần tiếp theo đó là sau khi các bạn điền được số dư đầu kỳ thì các bạn cần cái số phát sinh trong kỳ. Thì ở đây có chỉ tiêu 23, 24 và 25. Thì chỉ tiêu 23, 24, 25 hoặc 23A, 23A, 24A. Thì đây nó chính là hàng hóa dịch vụ mua vào trong kỳ. Đây nó chính là liên quan đến đầu vào hóa đơn mua vào của các bạn. Làm sao để có cái này nhanh nhất? Ngày xưa thì các bạn còn phải đánh từng hóa đơn vào bảng kê để tập hợp lên đây. Nhưng bây giờ hóa đơn điện tử lại rất là nhàn. Các bạn chỉ việc lên trang hóa đơn điện tử, đó các bạn đăng nhập vào trang hóa đơn điện tử. Đấy, các bạn đăng nhập vào trang hóa đơn điện tử này. Sau đó các bạn ấn vào tra cứu hóa đơn. Tại giao diện tra cứu hóa đơn hiện lên thì các bạn nhìn trên phía tay trái của các bạn là có tra cứu hóa đơn điện tử bán ra và tra cứu hóa đơn điện tử mua vào. Các bạn tải bảng kê mua vào và bảng kê bán ra về nhé. Ở hóa đơn điện tử bán ra này, các bạn có thể tra cứu trên trang hóa đơn điện tử này hoặc các bạn lấy luôn ở trên cái phần mềm xuất hóa đơn của các bạn ấy. Các bạn
lấy bảng kê hóa đơn bán ra của theo quý ở trên cái phần mềm xuất hóa đơn điện tử thì các bạn sẽ không mất thời gian tra ở đây, mà đây chúng ta chỉ tra cứu gì thôi, hóa đơn điện tử mua vào thì sẽ tiện cho các bạn hơn nhá. Toán Minh Thúy đã có đủ số hóa đơn từ tháng 7 đến tháng 9 và ở đây kế toán Minh Thúy lọc lên, kế toán Minh Thúy lọc lên xem là có bao nhiêu hóa đơn thay thế điều chỉnh đấy. Tháng 8 cũng có hóa đơn xóa bỏ đây. Thế nên là kế toán Minh Thúy lại tiếp tục paste ra đây. Kế toán Minh Thúy rất là phải theo dõi, hay phải theo dõi lắm để xem có đúng cái này xuất hóa đơn không, chứ còn có bị hủy hay không. Nên là kế toán Minh Thúy cứ để theo dõi, chứ thường là không xóa bỏ ngay, đến lúc tìm rất khó. Rồi, ok, các bạn bỏ ra, vậy là xong rồi. Lúc này các bạn đã có bảng kê quý 3, thì kế toán Minh Thúy làm công thức như sau. Chúng ta làm hàm sum, các bạn làm hàm sum. Để lấy tổng tiền, kế toán Minh Thúy thường làm hàm sum ở trên cùng. Sau đó, bôi đen đến dòng cuối cùng rồi Enter. Chúng ta di chuyển copy sang các dòng khác mà chúng ta đã có số thuế phải nộp. Ở đây chúng ta có tổng số tiền thì các bạn cho lớn số tiền này lên, cho tổng số tiền này lớn lên, nhìn cho dễ nhá. Chúng ta nhìn cho dễ. Đó. Sau đó thì toán Minh Thúy sẽ phân tích cái số liệu cho các bạn để các bạn hiểu rõ hơn. Thì ở đây các bạn thấy này. Các bạn thấy nhá, đây là cột tiền thuế, tổng tiền chưa thuế 1.077.000 này là tổng tiền chưa thuế và tổng tiền thuế là 87 triệu này. Và trong đó có một cái cột đó là cái cột tiền phí và tổng tiền thanh toán. Đây là tổng tiền thanh toán, cái này bằng tất cả cộng lại, đúng không? Thế thì ở đây chúng ta nói chuyện với nhau là cái vấn đề là cái tiền phí này tính như thế nào? Các bạn sẽ kê khai như thế nào nếu như nó phát sinh như thế này? Thì kế toán Minh Thúy sẽ nói cho các bạn biết. Trong bảng kê, trong cái tờ khai thuế của các bạn có chỉ tiêu 23, 24 của bảng kê mua vào thì các bạn tương ứng. Vậy chúng ta tương ứng để tính ra là cái nào điền vào chỉ tiêu 23, cái nào điền chỉ tiêu 24. Vậy ở đây tổng tiền thuế này sẽ các bạn sẽ điền vào chỉ tiêu 24, chỉ tiêu 24 trên hồ sơ khai thuế nhé. Còn cái tổng tiền phí và tiền chưa thuế này sẽ cộng vào chỉ tiêu 23. Các bạn sẽ đưa vào chỉ tiêu 23 trên hồ sơ khai thuế. Vậy bây giờ câu hỏi thường là các bạn đặt ra là vì sao, đúng không? Các bạn sẽ đặt ra câu hỏi là tại sao cái chỉ tiêu này, cái chỉ tiêu tổng tiền chưa thuế và tổng tiền phí này khác nhau như thế nào? Tổng tiền phí có nghĩa là các cái khoản phí này không chịu thuế các bạn, không chịu thuế. Thế nên là nó sẽ ở riêng một cột. Nhưng cái này các bạn có thể cộng vào chỉ tiêu tổng tiền trước thuế hoặc không cộng cũng không sao nhá. Các bạn có thể cộng không cộng, nhưng mà kế toán Minh Thúy thường là cộng vào, vì nó là không ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp. Thế nên là các bạn cộng vào hay không cộng cũng không sao nhá. Kế toán Minh Thúy thì thường cộng vào để dễ theo dõi công nợ và tổng cái số tiền này này, để làm sao nó khớp được với cái tổng 1169 là cái tổng thanh toán. Thế nên là kế toán Minh Thúy sẽ cộng nó vào cái chỉ tiêu trước về, và kế toán Minh Thúy sẽ làm như sau. Các bạn nhìn nhé, điền chỉ tiêu 43, vậy các bạn cộng sẵn ở đây chỉ tiêu này cộng với chỉ tiêu này ra một con số 10817008947. Các bạn sẽ điền vào đây 10817008947, đó là các bạn xong chỉ tiêu 23. Vậy đến chỉ tiêu 24 các bạn chỉ điền 87584165 87 84165. Và chỉ tiêu 25, chỉ tiêu 25 này có nghĩa rằng là như thế này, tổng cái hóa đơn này của các bạn là có về, nhưng nếu như doanh nghiệp của các bạn có kinh doanh cả mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế thì
số, những hóa đơn, những VAT đầu vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh không chịu thuế thì sẽ không được khấu trừ, lúc đấy các bạn phải phân bổ. Thì trong video này kế toán minh thúy là không hướng dẫn các bạn phân bổ, mà trong cái video kế toán minh thúy đã hướng dẫn các bạn cách phân bổ thuế giá trị gia tăng cho dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế ở cái video này. Các bạn hãy tìm video này và nghe xem kỹ ở đây nhé. Còn ở trong video này kế toán minh thúy là được khấu trừ toàn bộ, nên chỉ việc là kế toán minh thúy đưa cái chỉ số thuế này là 87.584.165 vào trong chỉ tiêu 24-25 xuống chỉ tiêu 20-15 thôi nhá. Đấy, được khấu trừ toàn bộ. Và kế toán minh thúy không có hàng nhập khẩu, không có dịch vụ nhập khẩu nên cũng không kê khai ở đây. Xong hóa đơn mua vào thì đối với hàng hóa dịch vụ bán ra các bạn làm tương tự. Ở đây các bạn phân chia ra hàng hóa dịch vụ bán ra không chịu thuế thì đưa vào chỉ tiêu 26, hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế 0% thì đưa vào chỉ tiêu 29, hàng hóa dịch vụ chịu thuế 5% và thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ chịu thuế 5% thì đưa vào chỉ tiêu 30 và 31. Tương tự thuế 10% là 32 và 33 thì các bạn đưa đây. Và kế toán minh thúy là thuộc trường hợp hàng hóa dịch vụ chịu thuế bán ra chịu thuế 10% và được giảm thuế, thuộc đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng 8% theo cái nghị định 44 và nghị định 101 năm 2023. Vậy thì kế toán minh thúy sẽ kê vào chỉ tiêu 32 và 33 và thao tác lấy bảng kê thì các bạn làm như lấy bảng kê mua vào, và lúc này kế toán minh thúy sẽ điền chỉ số liệu vào đây để cho các bạn xem cách kê khai nhé. Tương tự bảng kê mua vào, các bạn lưu ý là lọc cho mình tất cả những hóa đơn xóa bỏ và thay thế rồi các bạn lốt ra ngoài nhé. Còn ở tại vì ở đây là thường là nó đều bị lưu lại hết, trên bảng kê đều có hết. Bạn nào mà không để ý đến cái trạng thái hóa đơn là lúc đó các bạn sẽ kê khai sai, kê khai cả những hóa đơn đã xóa bỏ và thay thế. Điều này là thật sự không tốt cho các bạn một chút nào, dù là hóa đơn mua vào hay bán ra, nó đều sai bản chất kế toán và sai số liệu kế toán của các bạn một cách trầm trọng, dẫn đến sai báo cáo tài chính và các sổ sách khác, rất là ảnh hưởng đến thuế và cái công việc kế toán của các bạn, nên các bạn lưu ý nhé. Các bạn lưu ý nhé, đối với hóa đơn bán ra thì các bạn lưu ý cái cột tiền thuế này này. Đối với những hóa đơn nào mà tiền thuế bằng không thì các bạn phải kiểm tra lại tất cả những hóa đơn đó, xem là hóa đơn này thuộc trường hợp là không chịu thuế hay là thuộc trường hợp không kê khai tính nộp thuế hay là thuộc trường hợp thuế suất 0% để các bạn kê khai cho đúng. Và ở đây đối với kế toán minh thúy thì khoản này là thuộc trường hợp gì nhỉ, của kế toán minh thúy đây là thuế suất. Hóa đơn này là thuế suất 0%. Cột này là kế toán minh thúy thêm cột thuế suất 0%. Đấy. Còn lại là tất cả đều là 10%. Tất cả là 10%. Vậy thì kế toán minh thúy sẽ phải lọc riêng ra để kê khai. Vậy 0% kế toán minh thúy sẽ đưa luôn. Nó chỉ có một hóa đơn, còn nếu nhiều hóa đơn các bạn phải cộng tổng lại nhé. Còn ở đây có một hóa đơn thì kế toán minh thúy sẽ lấy cái số 2.961.000 này đưa vào chỉ tiêu. Cái này là sẽ đưa vào chỉ tiêu 0% là gì? Chỉ tiêu 29, 2.961.000. Đây chính là nội dung. Tiếp theo còn lại tất cả là 10%. 10% thì kế toán minh thúy sẽ tổng cộng tất cả ở đây và sau đó trừ đi số này và cái này, cái tổng đây. Thế là ở đây cái này sẽ đưa vào chỉ tiêu nào các bạn biết không nhỉ? Giá trị trước về nó sẽ là chỉ tiêu 33, chỉ tiêu 33 thuế sẽ là chỉ tiêu 3, chỉ tiêu 32, còn kia là đây là thuế sẽ là chỉ tiêu 33. Mình bị nhầm các bạn không ạ? 32
Đấy, còn đây là chỉ tiêu 33 và các bạn chỉ việc đưa vào thôi nhá. 602 615 992, 602 615 992. Và đây là toàn bộ dịch vụ của kế toán Minh Thúy được giảm thuế 8%. 602 615 992. Sáu linh hai sáu một năm chín chín hai. Các bạn thấy là khi các bạn đánh cái số 602 615 992 vào trong chỉ tiêu nào nhỉ, 32, thì lập tức chỉ tiêu 33 sẽ hiện ra là 60.261.599. Các bạn so với số thuế này có đúng là nó đang bị giảm thuế, nó đang bị không khớp đúng không ạ? Tại vì ở đây số thuế ở trên chỉ tiêu 33 của chúng ta chỉ có 48 triệu 209 nghìn và 277 đồng. Nên chúng ta phải kê cái phụ lục 01. Thì cái chỉ tiêu 33 trên tờ khai thuế giá trị gia tăng nó mới nhảy đúng. Vậy chúng ta chỉ việc copy cái gì đây thôi. Copy cái số liệu 602 triệu này. Chúng ta sang phụ lục. Lúc này chúng ta phải sang phụ lục 0101. Chúng ta paste cái giá trị này vào đây. Lập tức nó sẽ hiện ra là cái số thuế được giảm của chúng ta như này. Và ở đây nó sẽ nhảy. Đó, các bạn thấy không? Khi các bạn kê khai xong thì các bạn phải, lúc đó các bạn kê khai xong ở trên tờ khai thì các bạn mới sang phụ lục 101 kê khai. Và lúc đó các bạn chỉ việc cộng tổng những hóa đơn được giảm thuế từ 10 xuống 8 và đưa tổng cái giá trị đó vào trong cái cột giá trị hàng hóa dịch vụ chưa thuế, chưa có thuế giá trị gia tăng mà được giảm ở đây. Cột số 3 thì các bạn đưa vào đây và cái tên hàng hóa lúc nãy các bạn sẽ đánh tên hàng hóa vào vào đây. Ở đây đó chính là dịch vụ giao nhận vận chuyển, kế toán Minh Thúy kê khai như vậy. Đó. Đây là dịch vụ bên này cung cấp, thế nên là kế toán Minh Thúy sẽ kê khai như vậy và như vậy là đã xong rồi. Các bạn nhé, như vậy đã xong rồi. Đó, các bạn ra được đây là tờ khai. Các bạn kiểm tra với cả bảng của các bạn. Đấy, ở đây là nó đang bị lệch 277 và ở đây là 279. Vậy thì các bạn kiểm tra xem và các bạn có thể sửa ở đây. Khi các bạn sửa vào đây thì khi các bạn ấn vào ghi, phần mềm sẽ báo các bạn là chỉ tiêu này bị khác, nhưng mà nó khác không sao nhé. Tại vì là cái số này bị chênh lệch nên là các bạn có thể, và cái này không vấn đề gì nhé, các bạn cứ ghi lại. Và đây kế toán Minh Thúy không điều chỉnh giảm cái này, kế toán Minh Thúy sẽ xóa đi, chỉ tiêu 37 không có. Và đây các bạn thấy rằng là sau khi các bạn điền thông tin vào thì phần mềm HTKK sẽ tự động tính toán và ở đây kế toán Minh Thúy là đang còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 41 triệu. Được khấu trừ chuyển kỳ sau là 41 triệu. Thì lúc này các bạn chỉ việc làm sao ghi lại. Sau đó các bạn kết xuất file XML. Đấy, các bạn sẽ lưu ý là tệp ra và kết xuất dữ liệu thành công rồi đóng lại và các bạn nộp lên trang thuế điện tử như bình thường. Vậy là kế toán Minh Thúy đã hướng dẫn xong các bạn cái cách kê khai phụ lục giảm thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Nếu như bạn nào cái nội dung mà kế toán Minh Thúy chia sẻ có hữu ích giúp cho các bạn làm được cái công việc kế toán mà hoặc những cái vướng mắc mà các bạn đang thắc mắc thì đừng ngần ngại, hãy cho kế toán Minh Thúy một like, một nút thích vào video và hãy bình luận lời cảm ơn của các bạn xuống dưới video này cũng như một cái lời cảm ơn chân thật nhất các bạn dành cho kế toán Minh Thúy nhé. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên ấn vào đăng ký kênh để ngay khi kế toán Minh Thúy có những video chia sẻ những nội dung hữu ích khác thì các bạn sẽ nhận được và không bị bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.